Sáng 4 tháng 9, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kon Tum phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 270 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các xã Đoàn Kết, Đắc Bà Là, Đắc Cấm và Ngọc Bay thuộc thành phố Kon Tum với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa góp phần động viên chia sẻ khó khăn và khích lệ tinh thần học tập của các em trước thềm năm học mới 2024-2025, giúp các em có thêm điều kiện và động lực tiếp tục vươn lên trong học tập.